và không có ai hoàn hảo đến mức mà không có tật xấu nào cả. Bây giờ CJ muốn Minh với Linh kể cho CJ và khán giả nghe tật xấu của nhau là gì. Ba tật xấu. À. Ba lý. À, kể càng nhiều càng tốt. Xin mời. Tật xấu thứ nhất đấy là từ trước khi quen nhau thì em thấy trường em là một người cũng nhút nhát. Nhưng mà sau khi cưới nhau thì em thấy chồng em rất là dâm, chồng em rất là dâm. Đấy là cái vỡ mộng. Em tưởng em cầm dao làm chuôi nhưng không, hóa ra không phải. Thật ra là giống như kiểu em trước khi cưới là em đang có trong tay một củ hành. Và sau khi cưới là em bóc từng cái lớp hành đấy ra. Mới bắt đầu biết là bóc củ hành thì phải khóc đúng không? Rất là dâm, nhưng mà dâm theo kiểu gì? Dâm với vợ là được. Rồi. Mình có thể liên hệ với câu chuyện của mình. Tức là anh chị cũng cưới nhau khi mà bọn chị mang bầu. Và chị cũng trải nghiệm một cái điều tương tự giống của em. Nhưng mà CJ có chia sẻ với chị là nhìn vợ bầu sexy quá. Luôn đúng không? Mình luôn. Lúc nào cũng ui, trông em vẫn như ngày đầu tiên mới ăn. Mặc dù là bụng em đã như thế này mà người em thì đã kiểu tăng gấp 3 lần. Sao mình cảm giác như là kiểu như cái cô gái sexy người mẫu này nó không có, mình cũng có tình cảm luôn. Mình toàn nhìn các cô kiểu bầu thôi. Nhiều người thì hay hiểu nhiều em thì như vậy. Còn mẹ em sau khi đẻ con xong cũng dạng bụng là dạng da nhiều. Vợ em cũng thấy, vợ em bị dặn rất nhiều, vợ em còn để bổ nữa. Thế để xong thì phần này nó cũng bị kiểu sệ xuống dưới. Em thấy những cái đấy thì nó cũng rất ok, tại vì nó là những cái dấu mốc của cái đánh dấu. Đối với em sang mình cũng vậy, những vết sẹo cũng thế, nó là phần đánh dấu của cái dấu mốc khi mà cái con đầu lòng của em sinh ra. Em thấy những cái đấy nó là vô cùng thiêng liêng và mình không có lý do gì để mình phải đánh giá so sánh vợ mình với những người bên ngoài cả. Ôi. Được anh em cọc trèo đây rồi. Từ rất lâu rồi mình đã làm cái chương trình này, vẫn rất là lâu rồi. Đây có thể nói là người đàn ông đầu tiên mà mình cảm thấy vô cùng tâm lý, vô cùng hiểu. Tâm đắc. Phải gọi là. Nãy giờ mình nói câu nào là anh sẽ thấy nút từng lời câu đấy. À bây giờ mình tiếp tục kể những tật xấu đi. Mấy người chưa kể cái nào cả. Em kể hết đi. Cho mình kể một cái đi, bởi vì từ nay rồi toàn khen vợ hết cả lên. Chắc là cũng vì một phần về kiểu vừa đẻ xong nên là cũng gọi là sao nhỉ? Hơi khó ở của mình. Em bị hơi phụ thuộc. Vợ em hơi phụ thuộc. Tại vì là từ khi yêu nhau đến cưới nhau thì có thể là kiểu em cũng dành nhiều thời gian, và gần như là mọi công việc của vợ cũng như mọi thứ của vợ thì mình đều tham gia cùng, đều hỗ trợ. Nên là nhiều lúc em cảm thấy như là nếu mà chẳng may mà kiểu trong công việc của em mà có bận rộn quá thì vợ em sẽ kiểu bị cảm giác là mình không giải quyết được cái gì cả. Nhưng mà cái điều đấy có khiến em cảm thấy phiền không hay là em cảm thấy lo lắng cho vợ em thôi. Nghĩa là như thế là sẽ mất đi một vài những cái bản năng của vợ em để khi mà sau công việc sau này thế vợ chồng em không thể nào mà ai cũng một người riêng, và có những cái mà khi sau này công việc nó không thể nào mà luôn luôn em kề bạn kề bên vợ em. Vợ em cần có cái khả năng mà tự ứng biến được trong mọi chuyện. Xin lỗi các lời của em. Khán giả ơi, hãy cho CJ video này cho một like luôn. Nếu mà các bạn thấy bạn Minh là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời thì các bạn hãy cho CJ một like. Nếu mà clip này nó cũng được 10.000 like thì chính tức là các bạn chưa hiểu chuyện. Bình thường các một người đàn ông sẽ nhìn thấy vợ mình như thế, họ sẽ bắt đầu chê vợ mình. Tại sao em không bị rằng một thế? Anh không được đi này, không được đi nọ. Không phải chê là anh cảm thấy mệt mỏi vì em lắm rồi. Nhưng mà Minh thì em ơi, anh lo cho em lắm. Ôi, làm gì có người đàn ông mà tâm lý đến mức thế. Thôi rồi. Bỏ qua đi, không anh lại yêu em mất. Ok, bây giờ mình next đi. Tiếp tục kể tật xấu đi. Em là con gái đấy, nhưng mà em không có niềm đam mê về shopping. Chồng em này wow. Shopping kinh khủng, ngày nào thấy lướt mua quần áo. Ui. Sao là ngược lại với mình nhỉ? Em mà đi mua sắm lại chỉ có em vội thôi. Em chỉ lướt thôi chứ em chưa mua. Em không mua, em chỉ lướt thôi, em gặp nó vui sắm. Em có ra mặt của em là thấy đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Phải bây giờ. Không phải bây giờ. Rồi, ok. Đó, rồi, còn đâu em chưa có một tật xấu gì nữa. Và CJ sẽ đưa cho hai bạn hai bản này dành cho hai vợ chồng. Đó, mỗi một bản sẽ có hai mặt, một mặt xanh và một mặt đỏ. Thì CJ sẽ nói một câu, nếu mà mình thấy cô đấy nó đúng với mình thì mình sẽ rơi mặt xanh,
tức là mặt O cho O. Và nếu mà mình thấy không đúng thì mình sẽ chữ X gì, tức là mặt đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên. Đối phương từng làm tôi phát ghen. Chưa nghe bao giờ. Thôi mình đi về đi. Cái này chỉ nói từ. Cái câu này để khiến người ngoài nhìn vào thì không thể ghen với ai. Chính xác. Hai bảo mà. Hai người này chỉ để người ngoài nhìn và ghen thôi. Wow. Ok, câu thứ hai này. Tôi thích hình ảnh của người ấy trước khi kết hôn hơn. Chương trình ơi, cho chương trình ơi, vì câu này em không đọc được đâu. Mấy câu này cũng áp dụng được với đôi này đâu. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hỏi câu hỏi số 3 nhé. Chuyện chân gối có thay đổi sau khi kết hôn? Thay đổi như thế nào? Ok. Trời ơi, hơn mà. Câu này sao phải hỏi nữa. Không, có nhiều tối chị. Rồi, nó thay đổi như nào? Mình kể đi. Trong thời điểm mà mang thai thì nó đã hạn chế hơn giờ đi chắc chắn rồi. Nhà vợ em thì sau khi để xong thì có một chút đã thay đổi về yếu tố. Là làm cho cái ham muốn giảm đi. Và thì vợ em giảm đi nó làm em tăng lên. Nhưng mà CD vẫn rất là muốn hỏi là thế trong trường mà vợ đang không cớ hướng mà mình thì lúc nào cũng hướng lên thì mình đã xử lý như nào đây? Em là đứa trẻ đòi hỏi. Cái gì cơ? Đứa trẻ đòi hỏi. Em cứ đòi hỏi thôi. Nếu bao giờ được thì được. À ok. Không bỏ cuộc trời đất ơi. Wow. Cực kỳ. Không bỏ cuộc, không biết điểm dừng em ạ. Có thể kiên trì từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Đến bao giờ được thì thôi. Này mấy cái câu chuyện này cứ để bao giờ mình làm khách mời của chương trình này để em ăn kể. Chứ bây giờ em kể hết thì không có gì thú vị nữa. Ok, câu hỏi tiếp theo. Rồi, câu hỏi tiếp theo em hỏi đi. Tôi đã từng không hài lòng về gia đình của đối phương. Rất là hài lòng đấy. Gia đình hai bên. Những cái chuyện không hài lòng hay là những cái chuyện kiểu có thể không theo ý mình. Nhưng nó không phải là gì con. Thì mình không có quan hệ gần gũi với cả bố mẹ chồng chị không? Em thân với thân vợ em. Vợ em thì thân với cả mẹ em hơn em. Thế mối quan hệ của em và bố vợ có tốt không? Bố vợ em cùng thời gian nói chung là bố vợ em không được đi xa. Nên mình nói chung là để cái thời gian gần gũi thì hai bố con cũng được gũi nhiều. Câu hỏi cuối cùng mà chị muốn dành cho bên Nhật Linh này. Tôi có lo lắng về sự xuất hiện của người thứ ba. À, cái giới này đúng không? Tại vì là không phải là bọn em không bao giờ sợ là người kia sẽ người thứ ba. Mà là bọn em tư tưởng của chúng em nó hơi mở một chút. Của chúng em thì đến với nhau là cái duyên. Nhưng mà khi đã không còn tình cảm nữa thì nên thẳng thắn với nhau. Thống nhất ngay từ đầu với nhau ok, bây giờ có thể yêu nhau như thế này. Đồng trái như này. Nhưng mà về sau thì cũng không biết được là thế nào. Nhưng mà nếu đã hàng cho anh người đã hết tình cảm chẳng hạn thì em sẽ chấm dứt và đường đường chính chính với người khác. Chào các bạn. Chào em. Tên gì em? Nhãn hả? Dạ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Rồi, hello Nhãn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này, công việc quê quán của em thì sao? Công việc đang làm công ty lâm viên ở Bến Cát Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty lâm viên. Công ty nào làm thế gì em? Làm ngay đôi dép á. Sản xuất dép hả? Dạ. Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy cái dép. Công ép đế. Ép đế, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. À, công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. À, còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu thế. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống hơi gần đây luôn. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ chứ đâu có đi chơi. Rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi giời,
cũng đi làm về à, điện thoại rồi ngủ lấy đâu ra bạn gái đi chờ. Giao lưu với bạn bè nên biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký vào tham gia chương trình này? Tự mình đăng ký tại nhà nằm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình không mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái thì mình phải dành bạn gái đi chơi, còn không cũng có mình nên ở nhà thì cũng ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha không cô trong công ty đó, người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đâu rồi nên không tha, thấy không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được, liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói tiêu, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, rồi mâu thuẫn nhau nên không hợp. Mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào là không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể hát hò không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ rồi đâu, không ít. Có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà. Không ngon gì mấy. Anh có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên trở nên ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sóng nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi có ai bị lừa chưa, có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Lừa gì anh? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mà tiền bạc rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Mượn tiền là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta xong anh cho người ta mượn tiền hai ba người luôn mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao, rồi không quen nữa hả? Xong xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đâu có nhiều, có một hai triệu bạc chín triệu mà. Người ta một hai người thôi, này ba người luôn. Đó nó nhẹ dạ như tin người rồi cho nên lúc không kinh nghiệm được. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi cho nên nghiêm kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ việc tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Lớn anh cũng được luôn. Một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Rồi về nha. Tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên để nó thay đổi không khí thôi, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng.
mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này và cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Ừ. Gọi anh chả bánh lên. Gọi nhớ gọi. Còn ai không? Dạ, gọi anh.